Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể chuyển từ ảnh thật sang ảnh với một chất liệu khác. Và cụ thể là mình sẽ chuyển cái ảnh của cô gái này thành một ảnh mà tượng đúc vàng bằng hình của cô gái này luôn. Đầu tiên là các bạn hãy tách nền cô gái ấy ra giúp mình nhé. Đây, giả sử mình đã tách nền này. Nguyên tắc đầu tiên là các bạn phải chuyển nó về ảnh dạng đen trắng. Vậy thì các bạn ấn Ctrl Shift U, chúng ta sẽ chuyển về ảnh đen trắng này. Sau đó các bạn hãy Ctrl G lên giúp mình, ấn cho mình phím là Ctrl Y. Đó. Tiếp theo các bạn hãy chọn cho mình cái chế độ hòa trộn là Different nhá. Thì nó sẽ hơi bắt đầu là có chuyển sang về dạng chất liệu mà của chúng ta mong muốn rồi đấy. Sau đó các bạn chọn hai cái layer này này, ấn Ctrl E. Ở đây thì các bạn lại tiếp tục Ctrl Z, sau đó là Ctrl Y. Đó, tiếp tục chế độ hòa trộn là Different. Rồi, đến đây thì các bạn lại ấn Shift để chọn cái layer bên dưới, Ctrl E. Rồi, ta lặp lại một lần nữa nhé. Các bạn lại Ctrl Z, sau đó Ctrl Y. Sau đó các bạn để chế độ hòa trộn là Different này. Rồi, đến đây thì các bạn sẽ nhận thấy là nó đã chuyển toàn bộ về cái chất liệu dạng kim loại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ lại nhóm hai layer này là một, Ctrl U nhá. Sử dụng cái cách đổi màu của Huế Saturation đi giúp mình. Các bạn hãy click cho mình vào cái phần Colorize. Màu Hue thì các bạn hãy chọn về cho mình cái màu vàng mà các bạn mong muốn. Giả sử cái màu vàng của chúng ta là đến đây chẳng hạn. Nếu như bạn muốn cái màu của nó được đậm hơn thì cái phần saturation các bạn hãy tăng lên giúp mình. Đây, đây chính là cái kết quả nhé. Đó, chúng ta đã chuyển từ một cái dạng màu inox đen trắng đúng không, về dạng màu. Cái màu thì các bạn có thể chuyển thành bất kỳ cái màu gì mà các bạn muốn. Ở đây thì mình thấy là cái màu này là nó khá là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ tăng cái vàng lên một chút. Ok. Sau khi các bạn đã chuyển đổi xong thì các bạn hãy kéo cái cô gái này sang một cái nền khác nhé, để chúng ta sẽ so sánh. Thật sự mình đặt vào một cái nền khác. Rồi, và đây là kết quả của chúng ta nhé các bạn. Nếu như các bạn yêu thích cái nội dung của bên mình thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.